Cung kỳ con bái đạo cung thần mời và thánh lai đó đàn xuôi tiên thiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất tiên thiên thành vật công chúa thượng thiên ngự về đất phủ dày an thái thôn quê những thiên bản nhà lê cả chân cốt cách thành tâm ma mẫu đẹp tình dung cốt cách thành tâm ma mười năm năm giá đích kết hôn nhân nhân xứng tùy sẽ loan thanh giá hồi cung đề nghị thanh thiên na cung thỉnh mời mẫu đệ vì thanh nghe tiên vốn xưa tiên thanh trong đền nhan sắc khác thường đẹp đẹp dung nhan sắc khác thường xa danh đổi bờn huệ thiên mà vẹn người chiến đàn ai ngoại đấu nhiệt minh ra số từ màu lớn vô hương hòa đồ đáp thanh lương chi tâm kim cương nhật chu biến thập nam mô hương cúng dạng bồ tát ma tát nam mô hương cúng dạng bồ tát ma tát nam mô hương cúng dạng bồ tát ma tát sa loan thánh giá lần lòng núi ngự dưới đền đền hoài sớm kết loan phòng kinh xuyên sớm kết loan phòng thảo mãi tiểu thiếp mà ra lòng gieo chẳng xét ngày ra kinh xuyên xét ngay gian bắt em đầy chúng đầm than là sao đây dưới định chân nhang phật hỏi xung viên tượng thiên chủ nguyện thành hiện tại kim đồ phong khoảnh khắc nhân luân tức tức ban tập phương tức nhật ra du viện nạn tiêu đại chúng nam mô vân cái bồ tát ma tát nam mô vân cái bồ tát ma tát quán dòng nhà thấp cờ diệu khai quan chiếu làm gì ngã thang cũng dạ tìm phục hoàng lực cận thánh chúa thiên trung đường ca lăng thập giàn tư thi mâm chúng sinh cô má kim đình lê nam mô a di đà phật sẽ loan tinh giá truyền ra các quan thủy bộ cùng là chư sinh vô minh nó phạm nam thành nó phạm nam thành quân quân ô binh nghe nó phạm nam thành đánh đánh đông dẹp bắc bắc tung hoành hoành mọi nơi bên đông cửa thiếu cửa đoài cửa thiếu cửa đoài bên đông cửa thiếu cửa đoài cửa nam cửa bắc bắc xa hoài lòng lòng bắc bắc thời an yên an thông an yên an thông bắc thời an yên an thông ta ơi cứu độ đi vùng đùng kéo xa ngông vân vân chiếu chiếc ngọc hoàng
chiếu chị Ngọc Hoàng đức ông vâng chiếu chị Ngọc Hoàng thay quyền tổng đốc sai các quan lá cờ ngọt kiếm vua ban. Truyền ban các con ông lớn về, truyền ban các con thả cơ yếu đội đùng đùng kéo xa ông vâng vâng chú Ngọc Hoàng. Trước sau giữ thuyền trên bộ tua nhau. Trên bộ đua nhau giữ thuyền trên bộ đua nhau. Uốn lưng là núi lắc đầu cạn sông. Trần thị lịch đê vương tê thế chỉ bình nên trường tức mạng địa danh. Tức mạng địa danh thiên trường tức mạng địa danh. Sơn hà dột tu trung linh kham kỳ ngoại man gì. Uy nguy công phục trung hoa đồng mộ đức tôn thân. Chúa tiên trùng văn sớ dâng lên thượng lai, văn sớ dâng lên ông về tổng đô chém biên rõ ràng khi cho hai chữ bình an. Khai quang dòng nhà tập cờ diệu khai quang chiếu mã văn ngã tích tạm cúng giặc kim phúc hoàng lập thần thánh chúa tiên trùng. We'll be right back.
kỳ Việt Nam, Việt Nam chân trị lịch đình đế vương kế thế trị bình an, phủ thiên trường tức tức mà nghe địa sách sơn hà cầm tu trúc linh kham hồ kỳ, thánh giá
Khôn Ngoan, danh tiếng đồn cầu bé quận Khôn Ngoan, vua sai cổ trấn mãi ngoại ở đông thánh giá hồi cung. Chân sơn lâm nhà tiên vương mẫu và thượng ngàn 36 đồng tiên hiểu xanh lễ hải chúa tiên bạch nghe anh nghe cốc nghe chúa cầm mà quyền sơn lâm sinh hoa muôn nàng.
cảnh núi rừng vạn niên lịch đại đất tuyên quang, còn mãi truyền ghi đèn thờ lòng lòng khi hiện thanh nghe đông ngờ cũng nghĩ yên bái giữ đạo nhà nữ tắt tại hát hương dòng soi lê xa sinh nơi bất đồ đông cuồng năm 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 thất là tích tích cổ pháp ma buồn
phàm môn. Sinh sinh ra bà chúa mạn, chúa mường dạo ca. Họ hoàng họ siêu tiết đạo, họ ma họ xá họ cao, họ sầm mà họ phục, họ doãn động tâm mà đinh nghe hà quách bạch. Lại thêm một dòng trong ngã
sông tay buồn đầy hoa. Chiều ca ba tay cưới về ba trùng hòa, tiếp cho trăm họ giàu sang đời đời, tiếp cho trăm họ đời đời giàu sang. Người tin công lộc cho lắm về đây cho nhiều, ban cho dài nhất trang tiêu, công lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thánh đồng con nhà khói phục thờ, 30 mùng 1 người tứ hôm rằm bà, 30 mùng 1 hôm rằm người tứ. Chốt đó là người thần tiên,
dọc sông Đà. Bên ngọc lóng lánh núi non trùng điệp mà bao la. Trên đất hòa bình tối anh nghe sông ngôn khúc lượn quanh nghe sườn núi núi nghinh đường thẳng tiến sang khế thuyền tàu bè suy ngược chú đi về. Tiếng khen bên suối nó vang vang, lô người mà họ đang lên non đi hái trà. Họ ơi, nghe xa xa khen môi người mèo thổi, nhích lại gần người mặt họ bảo nhau kia sông xa. Tầm khách khách hoa đào ai đi lễ mẫu sơn tràng đất đất trắng nét mặt vuông tròn đai xanh nhà áo trắng chú thác là người thật tiên. Vầng trăng xinh xinh nghi về mặt mặt ca xinh đẹp mũi son như đóa bông hoa cười. Thank you.
xinh xinh để lưu thân thơ. Người xinh nghe nên thành để thở trong giấc giấc xinh. Thu hữu tình nhà sóc chơi cát ngả bước bước ngào du tình nhà ca tót cao đường đi bước lầm lầm mò phố sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa thương ai thương nhớ ai phải lắm đó. Hạ những đêm mưa rơi trên ruộng sạch kia, Chúa thương ai thương nhớ ai phải lắm đó. Cả những đêm mưa rơi trên ruộng sâu. Mua quạt bên
Áo pha màu tuyết
mình ở túi từ vườn suối qua đèo hai thuốc luyện hồ tiên thiên dược hồi sinh nức dành tin chúa hòa bình. Sing, 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 yeah.
cách để thờ trông rất xinh. Người ưu tình dòng chơi các gà bước ngao du đình cả nón cao bường bi bường lầm lầm phố sao sao dường dạ.
vào lúc lúc canh nghe ba giờ tung yên xa cười mỹ nữ cúc nương đầu đội nón dâu áo thắm thắm đi hái
đặt mình nằm mà lại thấy chim báo ruột gan nó nóng như sôi như bào biết ra phải đứng kêu van ai mà không biết cho tốn tiền tình mà khác hẹn thay cho cô toàn cô duy hầu dâng khéo hoa tay lại hay mắt để làm duyên chúa bà soi gương thấy đẹp đó là trong lòng phấn khởi ắt là chúa bàn xa tượng mũi son tròn chót chấm hoa cài đầu lần lần mẫn như sao chút đẹp mũi son tựa thể vẫn đào rõ ràng làm ra chẳng chút bà bước vào đèn tin hoa lương con này mới biết ắt châu cho đôi môi đỏ để ra hầu chúa tôi ăn ít nhiều chúa cũng độ cho lộc gần mang đến lộc xa mang về chúa cho nhà cửa để huề xa chút như thuyền bồ bến như nước suối một dòng chúa thương cho đồng đêm chúa thương ghế chúa chăm đông an việc thương thủ nhà con vất vả chân nhân chuyên đồng già linh trẻ hay đồng đền cũng văn pháp sư hay hầu cận thành đồng đạo chúa cũng thương son ngân cần là niềm chính nghe tô điểm cho nước Việt là dài lâu lời chúa khuyên là họ bố con ghi nhớ làm đầu cài ta quy chính chính nghe có bao tổn lại lòng lọc đèn tiên lương như nước biển tràn
đây được rồi nhớ ta thì đừng có mà nè ai muốn quên Chúa để cho mà quên nếu thất trước một chú bắt đèn thành năm lần dầm mà các khổ quát khẩn thầm thầm thất ra rằng Chúa có thấu tình cho chắc họ lương hôm nay biết phép Chúa bà rồi sắm mà sách nhà sửa lễ để ra hầu Chúa tôi nay biết là tôi thì sung sướng suốt đời tuy rằng áo vải nhưng nhung tâm về đông là thế dân nhà dựng lên cho tới tòa vàng chóc trong cung tay dựng nhà trước cửa công đồng y à khai quang chiếu đàn duyên ngã tích tam đúng giặc hiệp phục hòa lập cát thanh chúa thiên trung chúa ý à
suối rừng huy, gió vẫn thơm hà thơm vi vu. Lòng tài mới ban ra, bốn phương ngồi họp để đa tán anh. Bát cho tiền tốt đùa dày, đồng lộc cho lắm về đây cho nhiều, đồng lộc cho lắm cho nhiều khi về đây. Ba cho dài nhất sang tiêu, đồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thanh đồng con nhà khói phụ thờ, 30 mùng 1 10 tư ôm dằm 30 mùng 1 ôm dằm 10 tư. Chúa về chính cung nhà, Chúa ra về cung ban ra lắng vào ư. Với tay Chúa hiện chiều mai Chúa thái hùng. Ia sẽ lòng thánh giá hồi cung, phục mạc đến đỉnh nghề tôn quan. Phục mạc đến đỉnh thánh giá hồi cung, xám xa thuyền cài ngôi thiên thánh giá. Thái tử đệ tam tông tôn thất là con lớn thái tử đệ tam. Tiệc bàn loan vương vinh mời quan đệ tứ vốn con trời sáng ngự động tiên cung. Đò chói vua phong
truyền ban các quan văn lớn về truyền ban các quan tà cư hữu đội thương ban đáo đảng quân truyền quân bộ đuôi hàng khai quân dòng nhan thập ở diệu quan về chỉ huy đàn duyên cúng dạng kim phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trùng văn sớ dâng lên thương lại văn sớ dâng lên quan về tổ đối chém biên rõ ràng khi cho hai chữ bình an hai chữ chẳng sinh phê cho hai chữ chẳng sinh nghi chữ chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường phi cho giúp mạnh khang thường Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đăng tràng qua thực dâng lên thỉnh ông ra ngự chứng minh bản tên thờ muôn dân
đồ đói phục thờ đứng ra lại đổi chính từ ông lớn đến toàn trạch nhẹ bạn cổ ơi tôi linh linh bảo vệ đắp núi xây thành xây biển xuyên hải sông tranh đức đức lòng chùa tiền chùa khen tướng khao bình quan lớn về khen tướng khao bình sau họ ra cầu trong tà tình khen này y ra trần thế biết tay văn sớm dẫn lên thượng làng văn sớm dẫn lên quan về tấu đôi chém biên rõ ràng khi cho hai chữ trường sinh có lá sơ hồng đệ tử con có lá sơ hồng làm ra có lượng thiết lập đàn tràng công ngân nước bộ
quan dưới lệnh ông lớn tuần chuyên. Thiên phủ hồi thiên phủ, địa phủ hồi địa phủ, thủy phủ hồi thủy phủ, nhạc phủ hồi nhạc phủ, lương quay mũi, ngựa nốt quay đầu, đại chỉnh cân đài nhúc nhanh ra khỏi đền. Tiếng loa
đồng hỏi nước dốc tranh đào thiên kêu nước túc hoành là chanh đáp tiếng trà trình quan đệ sáng ngời chinh công hỏi nước dốc tranh đêm ngày vẫn chảy sóng tuôn trào quần chảy về trong phổ Ninh Giang còn lưu truyền thăng tịch cửa điện họ luôn đây rộng mở đón người có tâm vẹt trong ba chữ đó xin quan ơn toàn người phất phất minh minh cho trò tương chữ chúc với nước là hiếu họ luôn con nay không bỏ chứ tình son không mờ nhớ công ơn ông họ luôn con nay xin lập làm ngôi đền thờ truyền cho con cháu suốt đời suốt đời khói nhưng nào có ngờ đâu khi đất trời thấy sơn cùng thủy kiệt oán vì tuyết huyệt bởi lòng ái trước cung điện triều đình cha hỏi
bắt lóc ông hầu truyền đi khắp mọi. Quan lớn tuần người oan, ông oan vì ông bướm là nơi chiết hoa đoạn chú tối rời không 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 dung. Hỏi cây cỏ sao mưa dầu nắng nắng dãi, quả ngại gì trong những lúc nước phong 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 ba. Cỏ cây ơi có thấu hiểu cho lòng ta, sớt nở cùng thủy kiện sương xa lùng 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 lùng. Thấy đất chuyển ba lòng đau như cắt. Ông thấy đất chuyển ba lòng đau như cắt, ngập trần hoàn ngày quyết trả cho sóc. Nỗi oan thô tới cứu dây oan thắt lại thành đôi ông bạch xa đường tiên lý sang ngang, đường tiên lý sang ngang. Quan lớn tuần nay đã làm bữa chắc xa, có thấu hiểu hơi chắc cao. Kỳ cung hiu hắt chắc nó sông kỳ trong đục lệ tuôn đôi dòng. Quan tuần ngồi đây lòng bao nhung linh giá quê nhà, nuốt lệ vào trong ôi xót xa biết mò cùng ai nỗi hoa này. Sông kỳ cùng ơi mạnh chẳng heo hát, gió mùa lạnh ngắt mà lòng ngồi đây nhớ về ra chút đó quê nhà. Lòng ở đâu xót ơi ơi cao mình nghe bởi vì ai lên nỗi oan khiến tâm thân thân tôi đành xin chấp nhận khổ đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xa mà ai trên làng xứ nơi chốn sông kỳ cùng gió lạnh biểu xót xa lòng quan hỏi gió hỏi chắc chắn sao nỡ đành nghe sao nỡ đành người hoan bắt quan vì tôi ông bướm mơ ơi ơi ông trời có thấu tỏ lòng quan ơi gió chẳng vì cô quanh nghe tìm nhà phúc bởi thương người bởi thương người trong lúc lanh tháng hai vừa tiết chung tuần từ lòng lão bộng thần ứng mộng tình nhà mới ấy sự lạ đôi lòng xa đôi lòng xa tựa cửa đôi lòng xa dị tháo hiện tựa xuất hiện vui thêm cửa nhà lòng xa không biết tính sao mà khó khăn ông cũng tính liều ông bà tần táo giấc mơ chiều đông tây mà lệnh nghiêm sấm mà xét đúng chôm mà gà đuôi sắt không tha tội này thương lòng xa tựa thề thương thân cúi đầu bái tạ công môn xiển đôi sắt thả xa giữa dòng sóng bạc bằng đầu chẳng xóa mênh mông lòng xà thoát xuống thủy cung nước sẽ đôi dòng quần chưa chán
hại nước, nước hại dân, 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 dân. Sáng ta thủy kiệt quán không không tha tội này. Rừng hoa quả thương người đã quất 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 bỗng bỗng dập dập mà dìu, bỗng bỗng dập dập mà dìu, gió dập nằm xa mà tin đi đưa cần cấp cấp ban truyền quan quân quân tập mà gấp gấp miền sông sông tranh. Trường lão trong trong làng thôn ấp ấp khẩn vừa xong 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 làng bè anh lính quán tuần ứng hiện quả nhiên truyền cho dân xa lập đèn bên sông. Ngự đồng ai bình, bình càn bóng 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 quy lương nguy rời thủy khí đoan trang tấu quan tuất nợ vạn phép anh linh nhẹ ra tay tế độ trần gian con đường. Truyền cứu độ muôn dân bùng nùng nổi trận phong vân thượng đồng bàn dâu cứu dân quan trừ ta dấu thiêng cánh dấu thiêng cho mang về mà chân. Ai có ta có lớn lại trục chúng ta xa. Mặc dù ai bệnh bệnh nạn chưa qua, kêu quan đề ngũ bệnh đã tan ngay. Hay quan còn đổi số cho ai? Thiên sinh văn võ toàn tài, quan tuần lịch sử đảng trai anh hùng. Đêm cúc ngày giữ việc thủy cúc đội lấy cứu trùng trùng tế độ cứu muôn dân dân ai cầu nhân nhân thì được đắc đắc nhân nhân cầu phúc phúc đắc phúc phúc bàn thân được điều hòa. Ông kim chi văn văn võ các hòa quan về giá cự sự ca bà đề. Mà lại biết biết chữ chữ thiên quốc phù đề từ còn khác nên họ chưa. Nay con nguyện tích tích dương công đức cúi xin ông ban phúc hà sang. Ông mở lượng hải hà độ cho non nước nhà nhà được hưng long.
con nguyện giữ lòng trong sáng, sám hối ông chẳng dám đơn sai. Xin ông hạ bút hoa khai cho dân Nam Việt đền tai ghi tường. Đồng giang xin ông nam nữ trẻ già ai ai cũng được mặt hoa da hồng. Đất Hải Dương là vốn quán sinh thành,
quan lớn tuần nổi tiếng không ai kim chi đôi nước lại tài cứu dân. Quan vẫn sống với dân ta đó, sự sinh còn để lại tình trạng người bán ra tiếng ngọc lời vàng. Hôm nay yến tiệc con xin thưa đôi lời, giao long hầu, giao long hầu khâm ba sắc tư, đèn linh giang thiên vạn cổ tối linh nhẹ, bao phen lũy xây thành nhà, cung cầm nắng nguyệt lại con đỏ sáng sông. Trời ơi,